Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý vị đại biểu, cùng toàn thể các thầy, cô giáo, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Đầu Thị Hòa, giáo viên trường tiểu học Kim Xá. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới ban giám khảo, quý vị đại biểu và các thầy cô giáo lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Đến với hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi hôm nay, tôi xin gửi đến ban giám khảo và toàn thể hội thi câu chuyện với tựa đề Nâng đỡ tâm hồn. Câu chuyện xin được bắt đầu. Dạo này, trời đang vào những đợt lạnh đầu mùa, mưa tí tách bên khung cửa sổ. Tôi ngồi trong phòng chờ giáo viên, khẽ đưa mắt nhìn ra sân trường, nơi mấy đứa học trò lớp 5 của tôi hay chơi đùa. Chợt thấy bâng khuâng đến lạ, một cảm xúc thật xa xiết. Bỗng chuông tin nhắn vang lên, tôi trượt nhẹ màn hình điện thoại. Một dòng tin hiện lên: Hôm nay em được nghỉ học cô ạ. Em rất nhớ cô và các bạn. Món quà em tặng, cô nhớ mang bên mình nhé. Rồi tôi mơ màng ngắm những màn mưa nhỏ, từng giọt ký ức cứ thế gợi về. Vào tối cuối tháng 3 năm 2018, mái ấm, tương lai và bầu trời bình yên của một đứa trẻ bỗng nhiên bị vỡ thành từng mảnh vụn xót xa. Đứa trẻ ấy là Bảo Nam, cậu học trò ngoan của tôi. Tôi vẫn nhớ như in cuộc gọi vào buổi sáng sớm hôm sau của mẹ Nam. Xen những câu từ lộn xộn như khẩn khoản là những tiếng nấc qua đường dây. Bố của Bảo Nam bị công an bắt và dẫn giải ngay đi trong đêm qua ai mà. Tội nghiệp thằng bé, từ lúc bố bị bắt đi, thằng bé cứ khóc suốt. Có lẽ nó bị sợ quá. Hôm nay chị được triệu tập lên tỉnh lấy lời khai. Nam không chịu đi học và đòi ở nhà một mình. Em ơi, chị muốn cháu tiếp tục tới trường. Chị xin em, hãy giúp chị. Vì Nam là tương lai, là cuộc sống của chị lúc này. Chị xin em. Tiếng mẹ Nam cứ nhỏ dần, rồi chìm hẳn trong những tiếng nấc dài, làm lòng tôi đắng nghẹn. Tôi cố nói một vài điều để chị ấy yên tâm, rồi vội phóng xe qua nhà Nam. Nhưng em không có ở nhà nữa. Tôi đi tới trường mà nước mắt cứ trực trào ra, thương em ấy quá. Tới trường, Nam vẫn chưa đến lớp. Em có thể đi đâu cơ chứ? Ngoài trời âm u, vài tiếng sấm ở xa vọng lại, càng làm cho lòng tôi thêm rối bời. Bỗng, bạn lớp trưởng bước lại gần tôi và nói nhỏ: Cô ơi, bố bạn Nam đêm qua bị công an bắt đi rồi. Thấy bảo bố bạn ấy cầm đầu đường dây buôn bán ma túy cô ạ. Nghe xong, tay tôi như ù đi. Trời, một người trông hiền lành như thế mà lại là một chùm ma túy. Sau một hồi trấn tĩnh, tôi nhìn các em rồi nói: Bảo Nam là học sinh ngoan ngoãn, gương mẫu, là con hiếu thảo của bố mẹ. Bố của Bảo Nam đã làm việc phạm pháp, nhưng Bảo Nam không có lỗi gì cả. Cô mong lớp mình không vì lý do ấy mà có những lời ác ý. Bây giờ Nam cần cô trò mình nhất. Cô trò mình sẽ giúp bạn ấy vượt qua cú sốc này. Cô tin lớp mình sẽ không làm cô thất vọng. Đúng lúc ấy, Thịnh hớt hải chạy vào: Thưa cô, bạn Nam đang khóc ở ngoài cổng trường. Chúng em rủ mãi mà bạn không chịu vào. Tôi vội vàng đi theo hướng chỉ của Thịnh. Chốc lát, tôi nhìn thấy cậu học trò nhỏ của mình đang đứng nép bên một gốc cây. Nhìn thấy tôi, Nam toan bỏ chạy, nhưng kịp lúc tôi tới. Nam không nói gì, em chỉ cúi mặt xuống, giấu đi hai bọng mắt sưng húp. Có lẽ cả đêm qua em đã khóc rất nhiều. Tôi dịu dàng đặt bàn tay lên vai em. Vào lớp với cô nhé, cô và các bạn rất lo cho em. Nam im lặng lúc lâu rồi cũng chịu nói: Thưa cô, em không muốn đi học nữa. Em xấu hổ lắm cô ạ. Từng tiếng em thốt ra có vẻ như rất nặng nề. Trời bắt đầu mưa, tôi khẽ bật chiếc ô che cho Nam. Em hãy nhìn này, chiếc ô tuy nhỏ bé và mong manh, nhưng nó không bao giờ sợ nắng gắt hay mưa giông. Cô mong em hãy dũng cảm lên, cô và các bạn luôn ở bên em.
Nam suy nghĩ một chút, rồi gật đầu theo tôi vào lớp. Các bạn trong lớp ai cũng quan tâm động viên, khiến Nam bớt ngượng ngùng và tôi cũng cảm thấy lòng nhẹ hơn. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng khi giờ hội ý vừa kết thúc, tôi bỗng nghe tiếng gọi thất thanh của mấy em học sinh nữ. Thưa cô, thưa cô! Tôi vội chạy ra ngoài, khi tay mình còn vẳng lại tiếng nói. Nam đánh nhau cô ạ! Chợt tới gần, tôi thấy Nam đang túm cổ áo một bạn trai, vừa khóc vừa hét to. Mày nói cái gì? Bố tao không như thế! Bố tao không như thế! Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má, đôi mắt đỏ ngầu của Nam khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Nam là đứa trẻ hiền lành, mà sao hôm nay em lại dữ dằn đến vậy? Phải chăng sự dồn nén bị bùng phát hay những lời trêu chọc của cậu bạn kia đã làm Nam mất kiểm soát? Thấy tôi, Nam chạy nhanh vào lớp, giật phắt cái cặp trong ngăn bàn, lao ra ngoài, nhưng bị các bạn ngăn lại. Không làm gì được, Nam ngồi bệt xuống khóc nức nở. Có lẽ, việc chấp nhận một cú sốc lớn như thế là điều chẳng dễ dàng với một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện đời như Nam. Tôi ngồi xuống, vỗ nhẹ nhẹ vào vai em và đưa em chiếc khăn tay. Cô hiểu và không trách em đâu. Em mãi là học sinh ngoan của cô, hãy cứ khóc đi cho lòng mình nhẹ hơn. Một lát sau, Nam bình tĩnh lại, em nói xin lỗi tôi và các bạn. Tôi mỉm cười xoa đầu Nam. Chỉ được khóc hôm nay thôi, ngày mai phải kiên cường nhé. Mình là con trai mà, đúng không nào? Thời gian trôi đi, làm cho vết thương tâm hồn Nam dần lành. Em phấn đấu học tập và đạt giải nhất cuộc thi giao lưu tiếng Việt cho trẻ em dân tộc. Nhìn các em vui trong ngày bế giảng, lòng tôi cũng như ấm lại. 3 tháng hè trôi qua nhanh chóng, năm học 2018-2019, tôi lại được chủ nhiệm lớp cũ. Rồi một sáng lên lớp, lớp trưởng báo cáo sĩ số vắng một cùng với vị trí trống nơi Nam ngồi. Lòng tôi có chút không yên. Lát sau, mẹ Nam tới gặp tôi. Thì ra Nam chuyển trường lên Cao Bằng. Vì sợ sẽ không nỡ rời xa các bạn và cô, nên Nam và dì đã lên Cao Bằng trước. Mẹ Nam đợi làm nốt thủ tục rồi lên sau. Chị nắm lấy tay tôi, vừa nói cảm ơn, vừa rơm rớm nước mắt. Trước khi ra về, chị đưa cho tôi một hộp quà, nói là của Nam gửi. Món quà là một chiếc ô rất đẹp với lời nhắn: cô ơi, trước đây cô đã che ô cho em. Từ nay, em sẽ là chiếc ô không sợ nắng gắt, mưa giông để che cho cô nhé. Tôi nhìn xa xăm, thở phào nhẹ nhõm. Hình như bên khóe mắt tôi có giọt nước mắt rơi. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa hội thi, giọt nước mắt tôi rơi là giọt nước mắt hạnh phúc, khiến tôi chợt nhớ đến câu nói: nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới rơi xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành lớn lên. Xong trên hành trình lớn lên đó, trước những biến đổi cuộc sống, các em cần nắm bàn tay nâng đỡ của thầy cô bạn bè. Bàn tay ấy sẽ truyền thêm sức mạnh, giúp các em vượt qua khó khăn thử thách, để hạt giống trong tâm hồn các em được nảy nở dưới ánh sáng mặt trời, trở thành cây đời mãi mãi xanh tươi. Đó cũng chính là thông điệp mà câu chuyện tôi muốn gửi đến hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi hôm nay. Xin chân thành cảm ơn ban giám khảo, quý vị đại biểu, các thầy cô đã chú ý lắng nghe.